chào anh em nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì nó hết gió rồi, hết bão rồi anh em ạ. Ngày hôm nay em mình chuyển sang cái bộ môn đi câu. Đấy, mình thấy là rất là nhiều anh em đang đam mê cái bộ môn câu phải không? Ôi, chó. Ê, đi đâu à? Ngày hôm nay anh em mình đang chuyển sang cái bộ môn đi câu. Đấy, đang đi vào một cái nhà hồ thuê để câu các bạn ạ. Đây là mình đi câu thuê chứ không phải là đi câu như không mất tiền như nhà ông xứ nữa. Ngày hôm nay trộm thuê mất tiền đàng hoàng. Ngày hôm nay anh em mình đang đi câu. Tiếp theo cái bộ môn diều thì mình đang lấn sang cái bộ môn đi câu. Câu lăng xê, câu lục, câu đài, câu các kiểu con đà điểu. Nhưng mà mình đang chả biết cái mẹ gì về câu anh em ạ. Ngày hôm nay rất may mắn được anh L. Cao Hòa anh ấy đưa đi câu. Đấy, ngày hôm nay mình đang được đi câu với anh L. Cao Hòa. Đó, xíu tí xuống nào. Đấy, tí đến nơi thì mình sẽ cho các bạn xem mặt anh L. Cao Hòa. Nói chung là câu rất là giỏi luôn. Mình không biết câu như này, mình phải đi cùng với một người biết câu. Nên mình xin phép các bạn là mình đi qua cái chỗ này cái đã. Nó xấu vãi đạn. Mà đồ xấu quá, đồ xấu quá. Anh ấy cứ đưa vào cái đường này ấy. Những người thành công người ta luôn luôn có lối đi riêng. Chẳng biết có ai nói với anh rằng đi đường này. Ông đi xe số mà mình đi xe ga, ông dẫn mình vào đi cứ vào cái đường này các bạn ạ. Khổ vãi đạn đấy, lại đoạn nữa rồi. Các cần thủ. Anh em nhìn thấy một dãy cần chưa? Đấy, các cần thủ đấy. Chào các chú các anh. Toàn các cần thủ thôi. Dạ. Các bạn nhìn thấy một dãy cần thủ chưa? Đây. Đằng sau đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái cần. Hoa nào. Cái hồ này nó rộng vãi đạn. Tí mình sẽ bay flycam cho các bạn xem. Nhưng bây giờ nó đang hơi lạnh một tí. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi ra chỗ anh Hòa. Lấy chìa khóa đi. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi ra chỗ anh Hòa. Anh ạ. Hello anh em, năm chào anh em. Chào anh. Rất nhiều các cần thủ. Quá đỉnh luôn. Không biết là mình hôm nay mình có được con nào không. Ngày hôm nay thì mình sẽ hỏi anh ấy. Mình thì mình đang khoái cái kiểu câu lăng xê các bạn ạ. Ở hồ này người ta cho câu lăng xê. À, xin bật mí với tất cả các bạn là tí nữa mình sẽ hỏi anh Hòa. Đấy, tí nữa mình sẽ hỏi anh Hòa. Anh Hòa ơi, đường nào đấy? Cái hồ này thì câu nó rẻ vãi đạn thôi các bạn ạ. Nó chỉ có 20.000 một tiếng thôi. Mình thề với anh em mà mình chưa tin luôn. Hồ người ta câu nó đắt vãi đạn. Hả? Vâng. Bình thường người ta đi câu hồ như này bao tiền tiếng ấy nhỉ? Đâu, những cái hồ mà người ta mở ra ấy. Tùy cái hồ nào nó to thì nó đắt, còn nó hồ bình thường như này nó. Nhưng mà cái này chỉ câu một tháng thôi mà. Một tháng có thể nó vét hết, nó nằm hồ ấy mà. Nằm hồ hoài mà. À thế á? Nó nằm hồ câu trong đen mà. Anh cho em xem cái lưỡi này nó gọi là lưỡi câu gì? Lăng xê. Câu lăng xê sao nó nhiều lưỡi này. Ừ. À, xong tí là móc móc mồi vào đây à? Ừ, mồi đấy. Xong nó cắn vào cái nào là ấy à? Nó cắn vào cái nào là nó rung cái đấy à? Nó hút vào. Nó kiểu nó mút lưỡi đấy á. Ừ. Cả nó ngáp gần. À đây, đây là anh L. Cao Hòa đây. Ồ, đúng rồi. Đây là anh L. Cao Hòa. Ngày hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn cách câu kiểu câu lăng xê. Câu lăng xê là mình phất một phát từ đây ra tận kia ấy. Ừ. Thế sao anh nhìn thấy cái phao à? Phao to không? Không cần phao. Không cần phao á? Cứ lúc nào nó giật cần thì nó ấy thôi. À, nó mút vào phát rồi nó kéo đi à? Ừ, nó
nó mắc con kéo đi. Như cái cần này của mình câu được cá to nhất nó tầm bao cân anh? Cần này, cần này này. Mình phải tùy mình ấy, mình rong ấy. Cần này nó bằng cái gì anh? Carbon. Cần carbon à? Kiểu khung diều đấy à? Hay nó xịn hơn khung diều nhiều? Nếu mà cần xịn thì nó tầm hơn chục triệu cái cơ. Hơn chục triệu một cái. Cần này cần của Bình ấy, Bình nó đang bảo thằng nào mua nó bán đi. Mặn vãi đạn anh em, nó tầm một con diều VIP rồi đấy. Một cái cần nó bằng tầm một con diều VIP rồi. Đây là máy à? Tí anh phất đi cho em nhìn phát. Xong ví dụ phát sau chẳng hạn là cho em phất phát. Đấy, chưa được phất phát. Nói chung là mình không biết cái gì về câu cá anh em ạ. Bây giờ bắt đầu lấn sang nghiện. Nghiện cái này nó có khổ không anh? Thế mưa mấy như mấy rét như thế, tao còn đêm tao ngồi cả đêm ấy. Ngồi cả đêm để câu cá mưa. Ngoài này. Thế chứng tỏ là nó nghiện lắm anh em ạ. Chơi cái này chắc cũng nghiện lắm. Như diều én chẳng hạn thì mình có khả năng là tối mình lười mình không đi kéo mình ở nhà ngủ được. Nhưng cái này có khả năng là nghiện lắm. Cái hồ này rất là rộng luôn, rất là đông đảo anh em câu ạ. Đông người câu luôn. Chọn mồi câu hả anh? Ừ, hôm qua còn mồi, hôm nay cho nhiều người hỏi đó. Nhiều người cũng hỏi cái cách câu lăng xê là mình chọn mồi kiểu gì. Thì nói chung là một phần thì cứ mua có những mồi theo số cũng được, mua ở quán này các số đó được, không thì mình tự làm. Nó nhiều lắm, ngô. Có phải là câu mỗi một loại cá là một loại mồi khác nhau không? Gần như thế, có những cái mồi gần như đa năng, cá gì nó ngắn. À, mồi như này thì đây chứa là ngô. Đây á? Cắm gà. Cái lò xo này là có cái tác dụng gì? Là để nó ôm cái cục này à? Ôm cái cục này. Thế xong những cái lưỡi này có phải móc cái gì vào không? Có, chạm vào đây. Những cái lưỡi này chạm vào đây á? Cắm nha. À, cắm vào đây này. Cắm vào đây. Cắm những cái lưỡi này vào đây. Là xong là tí nó ăn cái cục này á? Ừ, xong nó đến nó ăn cục này đúng không? Cho nó hút cái lưỡi lên, nó bay nó đứng nó đứng này. Hút vào mồm nữa. Nó hút, chẳng may nó hút cái lưỡi này vào. Nhưng một cái này nó có mấy cái lưỡi anh? 6 à? 6 cái. 6 cái lưỡi à? Móc vào đây. Xong tí là nó ăn cái cục này là nó hút cái lưỡi này vào mồm. Xong là nó dính. Xong nó lôi đi. Nó dính nó chạy đi. Có bao giờ mà kiểu một phát mình giật được mấy con không? Tùy, nói chung tùy. Nhưng có bao giờ có trường hợp đấy không anh? Có chứ, chắc chắn là có ấy. À, mấy con nó cùng ăn một lúc không? Ví dụ mình giật 2 con lúc nó có gãy cần không? Gãy thì mình còn rong nữa cơ mà. À. Mình rong có phải là cứ thế là nôi. Cái dây này nó trụ được tầm bao nhiêu cân anh? Cái này nếu mà lúc mua thì nó cái tải cá đây là 25 cân. 25 cân cái dây này tải cơ? Tải cá, ừ, nó tải cái tải cá có nó độ rong đấy mà. Từ, có từ, phải từ. Là cứ phải là tải cá đấy đâu. Đây, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái cách anh phất cần. Từ từ anh phất đi. Không nói bậy. Từ từ nhá. Từ từ để cái máy vào đây. Có mắc tay không? Không, đứng á. Ngồi đâu đi xa đấy cơ à? Đấy là còn như này đã làm gì mà xa. Thế rồi. Sao bắt đầu để cần đấy? Ê, anh. Nếu mà có cọc cắm như hôm nay không ăn. Buộc em cái đầu này cái. Không ăn chứ cần. Buộc cái này để móc vào đây này. Bắt đầu cái đấy nó xoay là ấy này. Kéo giật nhằng dây. À. Trời lạnh này câu khó hơn trời ấm phải không anh? Lạnh nó đi ngủ mới đi họp à? Đây các bạn, từ nãy đến giờ anh ấy giấu. Đây mới là cái quả cần gọi là xịn nhất trong 3 cái cần. Đấy. Xịn nhất trong 3 cái cần thôi, chứ còn bảo xịn nhất thì ở đây có khả năng nhiều cần xịn lắm. Carbon. Sao nó bóng thế anh nhỉ? Sơn à? Hay nó bọc? Nó bọc hay nó sơn nhìn bóng thế nhỉ? Em nhỉ? Đắt nhất ở cái máy phải không anh? Cái cần đắt nhất ở cái máy. Máy cũng đắt một cần đó. Nếu bình thường vẫn đi đánh đục. Cần máy còn mấy triệu thôi. Cái này cần dài hơn cái kia mà. Bây giờ là phải luồn. Cái dây này thì có khả năng các bạn không nhìn thấy được. Nhưng các bạn sẽ nhìn thấy cái đầu này. Đọc cái con dù xịn nó, nếu mà đi đánh hạt to sang hàng to toàn 2 triệu mấy một quận. 2 triệu mấy một quận. Triệu mấy một quận. Mà nó ngắn ngắn tầm nào? Tầm 150 mét. 150 mét. Bây giờ sẽ luồn qua những cái lỗ này. Đây là nó có cái lỗ này. Cái khuy kiểu như cái khuy diều anh Dương anh làm ấy các bạn. À, cái này khóa được cái.
luồn qua đấy. Con cần này bao tiền anh? Triệu. Hả? Gần triệu. Gần triệu á? Triệu mà đã được đẹp cái này rồi á? Ui, xịn xò nhỉ. Ngon đét. Vì chi là ngày hôm nay anh ấy đặt 3 cái cần. Không biết từ giờ tí nữa có được cái nào hay không. Tí nữa mới biết được các bạn. Cũng đổi mấy, như qua thằng nó mới sang bên này, nó ngồi bên này, nó phát bên này, núp được tiếng, được 100 con trôi, 100 con chép về luôn. Thế à? Đi về luôn? Cả ngày hôm qua mới được có một trôi, 100 con chép, mà nó cứ ra, nó ngồi được tiếng. Ăn may ấy.
đây rồi, to không anh? Em biết rồi. To không? Không, đây to rồi. Lắm quá anh. Đây rồi. Bảo phát này được thì cần. Có kiểu có thân giao cái cảm không? Chán rồi. To không? To. Không cần nữa. Để. Bảo phát này ăn này cần. To thế rồi à? Không, bình thường. Đâu? Bé con to. Nó vào người nó khỏe thôi. Đâu anh? Cái con dếu gì? Con gì ấy? Rồ à? Ngoa. Phi. Rồ à? Đấy, được con cho mày đấy. Ui. Rồng này cho nó vui à? Đây câu như này gọi là câu gì anh? Siết. Câu siết à? Siết lục. Siết lục phải không? Gần mất rồi, gần mất rồi. Ý mất rồi, từ. Cho lên đi. Gần mất đấy. Đi cho nó góc đồng tí thôi, mất rồi. Đây. Câu chán kiểu lăng xê nó không ăn, bây giờ là phải câu kiểu này. Tại vì trời nó đang ấm phải không anh? Nó đang ấm mà nó lên trên mặt nước nó ăn, mình thấy bảo thế. Lôi lên à? Từ từ kéo cho nhẹ nhé. Được rồi. Cái lưỡi này mới lại cái lưỡi lục này. Cái lưỡi này mới cái lưỡi lục đó là một phải không anh? Được cân không anh? Được cân không? Em ngồi xuống có dính không? Nhẹ quá. Quá à luôn. Bác không? Vâng. Con thế một con. Hả? Mắc vào dây á. Đã chạy nhậm vậy là đủ rồi. Vâng, giờ về túi nào anh? Chạy nhậm thế thôi anh em ạ. Nguyên một buổi chiều, từ chiều đến giờ mình mới biết là đi câu cá nó khó như nào. Mọi lần mình câu được là toàn ở cái chỗ dễ thôi. Lần đầu đi câu hồ giờ mới biết là vậy, nó khó như thế nào. Quá dã man luôn. Ngày hôm nay thì anh em cũng đã được gọi là trải nghiệm đi câu của mình rồi. Tất cả những cái bài câu mà ngày hôm nay thì mình cũng mới biết được những cái bài câu đấy. Đấy, giờ mới biết câu lăng xê như thế nào và câu lục, câu móc các kiểu như thế nào. Lần sau anh em mình sẽ dẫn các bạn đi câu lục anh. Câu nó có 3 loại câu à? Câu đài, câu lục, câu lăng xê à? Lần sau mình sẽ dẫn các bạn đi câu lăng xê. Lăng xê rồi, hiện đâu? Đấy, quay lại thử. Con này được cân không? Đấy, phi phát xuống mưa. Túi này. Đây cho cả túi đây, đấy, túi này. Đây. Tính sách con vào cái rơi xuống ngoài. Em tưởng câu kiểu câu giật của anh lúc nãy kia là ấy là cái câu đấy nó gọi là câu gì? Siết. Câu siết đấy, nhưng mà câu lục nó khác đi. Câu lục lấy câu lục là cũng văng kiểu đấy này. Ấy. Vào đây. Phải đi khóe rồi. Ấy. Con này nó cắm đầu quá nhỉ. Rồi. Ok, được một em mang về. Ôi, là hôm thì nhà có hôm đi câu một đứa là con nào là không bị móm rồi anh em ạ. Nào đi. Đi. Đây, lại anh đi chưa? Con đầu tiên em phải cắm không anh? Không. Rồi. Lần sau này mình sẽ dẫn các bạn đi câu lục thì mình thấy bảo là được đi đổ mồi cơ, đi thuyền cơ. Đấy, đi thuyền, đi đổ mồi cơ. Lại là mình mới bập vào cái bộ môn này.
mới mập vào cái bộ môn này mới mập vào cái bộ môn này thì thấy cũng khá là mệt anh em. Khá là mệt. Khá mệt. Nó yêu cầu anh em có cái tính gọi là kiên trì ngồi đợi. Ai mà gọi là nóng lòng và sốt ruột thì không làm gì được. Vâng. Anh có tiền trả lại em. Trong. Và hiện tại là anh em mình đang trên đường đi về các bạn ạ. À, cái sản phẩm của ngày hôm nay là một con cá, một con rô phi nó phải rơi vào tầm 1,5 cân đấy, như nãy mình có chia sẻ với các bạn ấy. Ok phết đấy, nhưng đại loại là mình thấy cái tính của mình thì nó gần như nó không hợp với câu cá, tại vì nó không kiên trì. Với lại cái bộ môn câu cá là anh em phải có thời gian ngồi đợi đấy, câu lăng xê như thế này là hay phải ngồi đợi đấy, câu lăng xê câu lục đại loại câu cái gì cũng thế, cũng phải ngồi đợi, không có cái gì nó gọi là câu nhanh cả, trừ khi cái kiểu câu như của anh Hòa lấy mình quay cho các bạn xem là cái kiểu mà phăng cần xuống phát rồi bắt đầu cứ giật kiểu đấy ấy, là nó ăn may nó được con nào là nó được ấy, các bạn hiểu không đấy, kiểu nó như thế đây. Hay là cao Hòa ok, bye bye tất cả anh em nhé. Anh em cảm thấy video của mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhá. Anh em muốn mình làm những cái ý tưởng gì thì comment xuống phía bên dưới video giúp mình nhé, mình sẽ cố gắng thực hiện. Ok, bye bye tất cả anh em.